Rồi, cả nhà ơi, hiện tại là mẹ Mai chuẩn bị làm bún bù ới là theo yêu cầu comment của một chị khán giả ở trên kênh của Huy làm bún bù ới. Còn bên kia hai vợ chồng kia đang làm mấy cái trò gì đó, không biết nữa. Ôi, không mê nè. Ai nói chị đẹp? Tại sao giận tôi? Tôi có làm gì bạn đâu. Hả? Em ơi, đừng khóc không tới khi mất tới bắt em đi. Mệt mỏi quá có yêu ấy. Sao vậy, đâu vậy? Mắc video buồn rồi đó. Mắc video gì? Công sức làm mà điểm sống á. Ủa, mắc là khúc ăn không có. Có điểm sống. Cả nhà ơi, hồi sáng nay là làm video chị Na làm điểm sắm ăn mà cái clip lúc ăn của anh Duy nó bị gì rồi, giờ không có. Không ơi, tối nay hai mua cái lẩu gà về cho chị hai mẹ ăn rồi quay lại để cho nó. Buồn rồi, chị Na công sức chị Na làm từ tối hôm qua tới giờ. Hồi nãy anh Duy có dẫn bà bá đi mua điện thoại mà về bà bá giấu bà bá bóc siêu mình nên bà bá đập hộp mình nên rồi. Giờ kêu bà bá lấy ra coi thử điện thoại gì. iPhone rụng mắt chị không biết nữa. Ai hay gì mà ai. Kệ đó kìa đi ơi. Tôi chứ không có ai. Tôi hả? Tôi. Tôi chứ đâu có ai. Tôi rụng mắt. Tôi phone rụng mắt. Bún bò á, thịt bò sao mà con thấy có giò heo gì mẹ. Trời ơi, bún bò quế tao thấy có giò heo chả lụa chứ nói chuyện gì vậy. Anh suy nghĩ trong đầu là bún bò Huế là phải có giò bò đúng không? Ừ ha, đúng rồi. Đúng không? Thường thường có ai đâu có ăn móng bò đâu ha. Đi ăn móng heo mà không ăn móng bò á, ngộ quá, giống như kỳ thị bên đây vậy đó. Buồn rồi kìa, để vô ăn ngủ cho hai cái. Buồn rồi, mắc clip ăn điểm sắm buồn rồi. Còn cái chỗ làm á thì để lại. Còn chỗ làm nhưng mà kiểu không được trọn vẹn. Duyên đi dẫn đi sắm cái điện thoại. Ủa cái gì cái gì vậy? Cái này là cục sạc dự phòng. Galaxy. Ừ, Galaxy 2 cái gì đó, 23. À, ủa, cha mua cục sạc dự phòng luôn hả? Tao có phòng người ta tặng. Ồ. À, cái này có hộp dự phòng nè. Đó. Rồi điện thoại đây, mấy cáp. Điện thoại là cái hộp nó đây nè. Đó. Wow. Đó. Cái mở nguồn lên cái đi. Cái này giống cái con đang cầm quay vậy. Không phải, cái này có cũng rẻ, có mấy triệu à. Nè, đó. Ủa, điện thoại này xịn, điện thoại con đang xài đó. Nè. Xịn đổi đi. Cái mày quay mình. Đổi gì của con? Không phải. Nè, cái đâu phải cái con quay là để quay thôi à. Chứ cái con đang xài nè. Đương nhiên rồi. Dạ ơi, con gái già khóc rồi kìa. Rồi luôn, mắt clip khóc dạ, luôn. Nhỏ làm công trình tại mày với anh. Nhỏ làm biết con nhiêu làm gì đâu, cái điện thoại nó quay không được mà. Điện thoại con đâu làm điện thoại làm. Điện thoại làm mà trời, giờ vô dỗ kìa. Chú có quay à. Mà không quay. Dạ. Hả? Bây giờ mình làm. Bây giờ kêu ra không ra luôn à. Tao còn tức nữa chứ. Tự nhiên nhỏ. Công trình nhỏ làm cực khổ nhỏ hả? Nhỏ làm từ sáng, từ tôi chuẩn bị từ tối luôn. Điểm sắm, điểm gì đó. Thì con có làm đâu giờ phải lỗi con không chạy điện thoại mà điện thoại sao kỳ vậy rồi bị lỗi điện thoại mất tiền vô kêu ra ăn đi kìa điện thoại mất tiền mất kìa thôi nha bây giờ trình bày thôi bây giờ đem vô ha không đem vô khoe dạ. Dâu thì bữa nay là mình rửa điện thoại luôn hết Huy ha chai rượu với anh mở cái này nè khui hàng đi rượu ra cho rồi này mày đang làm gì mà cái này là mẹ làm cái này để mà hồi bỏ vô trong cái nồi nước súp nè nếu mình giết mình lên mình ăn cái làm giống như là mỡ thơm vậy đó à. Thì nó có sả có tỏi cái này là mỡ thơm của bún bù Huế dạ, mình để bún bù Huế mà chuẩn bún bù Huế nha mẹ chuẩn không có chuẩn không không bún bò Huế này á nhiều người làm nhiều cách lắm nha mà cái này bún bò Huế này mình làm có miếng rút nha cả nhà bún bò Huế này con đi ăn trong tiệm là ăn tương ớt cái sao tới không con nêm tương ớt sao tới vô có sao tới mà mày không để sao tới mày sợ không sao tới để riêng á mày để riêng vô chén á ai ăn là nêm à còn bên đây là cái này là giò heo với cái này bò
bò, nạm bò. Còn bên đây là nước súp nãy là mẹ Huy ở trong nhà đã hầm sẵn rồi, tại cái này hầm lâu lắm. Hầm với sả, với khóm, với xương bò phải không mẹ? Ừ, xương heo. Xương heo hả? Ừ. Con tưởng hầm xương bò chứ. Răng bò chứ không có xương bò. Hầm xương bò biết gì nào ăn đâu. Rồi, chị Na chị buồn rồi, chị khóc rồi, không biết bữa nay chị có ra vô clip ăn được nữa. Nhỏ công trình, nhỏ làm cực khổ. Làm từ tối hôm qua. Huy ra mỗi là mồ hôi một cây. Huy ra ngoài bếp là Huy thấy chị Na ngồi ngoài ngồi sắc chị ngoài. Tội nghiệp. Này là mắm ruốc nè cả nhà. Đó, mình để vô đây nè. Đó, nó ngon lắm. Hơi đặng nhất và ăn đấy. Trời ơi, hơi bỏ vô ăn cây nhất nát luôn á, ngon lắm. Coi chừng hồi cha giấu cho ăn cơm đem mà ăn cơm luôn. Bé Nam là nó là ăn cái này là nhức nách không đó. Rồi được rồi, cá lụa. Đó bây giờ để cái nồi nước súp lên cho nó sôi. Sôi lên rồi sắc thịt bò chả lụa ra là ăn được không mà. Nè, bỏ này vô nè, đỏ. Bỏ vô là ra màu. Không bỏ hết đó mà. Mẹ không bỏ không bỏ hết à? Không bỏ gì vô thôi, không chỉ nhiều. Nhiều quá nó giặt khè. Bây giờ mình hầm xong rồi cái mình vớt xả ra nè cả nhà. Với khóm rồi nè mình vớt ra. Sao không vớt ra làm gì mà? Hả? Sao để luôn? Để luôn hả? Muốn để hả? Không để thì để. Để mấy khóm thôi, còn xả vớt ra đi. Xả vớt ra còn. Để khóm nhỏ cho nó ngọt ngọt. Rồi anh Di với bà bá đang dỗ Di Nan sắp dỗ được rồi á. Dễ dỗ lắm. Dễ khóc mà cũng dễ dỗ. Nghiệp. Làm hè hụi. Cả buổi. Cả ngày trời luôn á. Đánh anh Di luôn hả? Chúa. Quá trời. Anh Di làm mắc clip của chị đúng không? Anh Di làm chị khóc đúng không? Giận quá trời giận mà. Mà anh Di phục hồi được chưa? Cái này không phải người không tốt rồi. Nhưng mà chị dặn anh Di làm cái gì đó không có quan tâm cho mình lo. Mà có clip rồi chưa? Chị có clip rồi chưa? Có, xin chào cả nhà, tâm bè gọi. Có ăn chưa? Có ăn không? Cái gì? Có quay ngay được cảnh ăn không? Còn không? Không hả? Mắc luôn hả? Vậy sao nãy bà bá... Ủa anh hai sao bà bá nói là phục hồi được rồi? Hồi đâu vậy? Phục hồi được chị Nan đúng không? Phục hồi chị Nan đó. Phục hồi chị Nan chứ clip phục hồi được. Chiều đang mỹ lắm á bây giờ. Làm sao có điện thoại sao kỳ vậy? Còn không biết đâu điện thoại, ai biết đâu, bị gì đâu. Rồi, bây giờ là cắt thịt bò là vô là làm người tô bán, người tô là ăn đó. Em, cẩn thận nha. Ngồi xuống ăn rồi không mắc tiêu nữa. À. Lên đi. Rồi, không phải khóc gì em khóc. Mẹ, khóc là làm với trái tim. Ừ. Khi nào mình làm. Ủa, với trái tim nó mất tiêu à. Giống người không có quan tâm cái gì ý nghĩa. Giờ gấp vô là ăn ha. Xin lỗi thôi. Rồi mà trời nói hoài trời. Mình ăn lao thôi, không có ăn bò. Ăn lao thôi đúng không? Được ăn lao thôi, không được ăn bò. Để lại cho con dâu tôi nó ăn nè, để cho nó giận. Rồi bán cho chị Na một tô đặc biệt đi. Có mình bò thôi, không có lao. Có nhưng mà tôi muốn làm cái trái tim của tôi mà. Cho chị Na một tô có bò không lao. Cho chị Na, à, cho anh hai. Ủa một bò có lao ai? Không bò. Ủa, đúng rồi mẹ. Con kêu mẹ. Sai? Ai sai? Tôi không có sai. Tôi không sai, điện thoại sai. Điện thoại cho sai như thế nào nếu người không có làm với điện thoại? Vậy ai sai? Mình đây là không quan tâm điện thoại. Thôi nha, sai đừng có chập dâu tôi nữa nha. Đừng chọc con tôi nha. Hết hôm nay tôi hết giận. Nhưng mà chưa hết hôm nay tôi chưa hết giận rồi. Mai mà tôi là sao là chưa khúc đó chưa hơi rối nha. Nói lại nha. Chưa hết hôm nay là chưa hết giận. Không có hết giận. Ngày mai hết giận tôi đó. À là hết hôm nay. Hôm nay còn giận đó. 24 tiếng đúng không? Đúng rồi. Ừ còn giận nữa. Cái này là cho ai? Cho con dâu phải không? Con dâu. Trời ơi. Xuất sắc cho con dâu. Xuất sắc trong giai tiền nữ luôn.
Em không mắc tiêu đúng không? Ok. Không ảnh nè. Tôi biết làm mà để cho trụng. Làm không đẹp là làm chết cho tôi. Cho để cái nan nó dặn hoài mệt lắm à. Con không phải dặn gì mà con nhận đúng. Đói nè. Đúng rồi, nhận đói. Con nhận đói. Trời con ơi. Hết dặn chồng rồi. Rồi bỏ đồ vô. Bỏ hết dặn anh hả? Vậy cho anh bò ăn bò nha. Thôi nói ở video chứ. Ăn lao rồi. Vậy sao? Rất mình ăn lao. Thôi ăn bò đi. Ăn bò bé ăn bún nhiều không? Bánh đào. Không có con cha làm cho anh hai đi. Của con hồi mẹ làm. Đây nè, cha cũng gấp cha nè để mẹ ra bỏ thịt lên. Anh ngồi bánh nhiêu đủ chưa? Mắt ảnh miếu miếu mà. Cha làm cho anh hai chứ đi, làm cho anh hai chứ đi. Con quay một cái. Hành, tôi chén hành ra. Đây, chén hành đây. Hành có hành. Đây, trời ơi, tôi có gì ăn vậy, nhiều gì vậy? Dao không mà con. Mẹ của anh gì khỏi bò, khỏi thịt. Ủa, em nói em hết dặn rồi mà. Hết dặn rồi. Đúng không? Chứ là quầy rồi, chứ là order. Bạn rồi, đúng không? Order lạ. Tô bò không, tô rau không. Không có chọc quầy nha. Anh với em hết dặn rồi mà. Đúng không? Hết dạng rồi đúng không? Chúng ta là bỏ lá quế lên. Bỏ lá quế lên thêm. Đó, mẹ đưa bỏ thì cho nên muốn ăn thêm rau gì thì xem vô. Cái này của con mẹ. Đó. Dặn luôn mẹ. Cần thằng nó không mất tiêu nó để chị cho ăn nó cái tiếp. Nha, cứ vừa bỏ thịt thà vô trong con. Chết rồi, chị bị chị Anh khịa hoài luôn mà. Nè, con lấy cái này cũng bỏ vô. À, có mắm luốc. Không. Ơi, đừng chị mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Cái này có mắm vô. Cái này không có, cái này có. Thôi giờ vợ con ăn, vợ ăn gì nữa, từ xử. Con đừng ăn ớt quá, tại ho còn ho. Đừng có lo tôi nữa bây giờ. Chanh đâu rồi? Không có chanh hả? Quên chanh hả? Quên chanh rồi. Con mệt quá, giận dai quá, có xíu. Tèo ơi, vô lấy ít chanh đi. Tắt gì đó? Chứ tắt á. Tắt vậy chứ tắt cái là cái giận. Chị thấy rồi em, chị thấy liền luôn. Hứ? Cái gì? Hứ. Chị hắc hồn, có cái gì nữa video. Chị biết rồi. Nhưng mà im luôn. Của con không ăn bò mà. Đây nè. Đây nè. Mẹ con thấy bò cái này thật ngon quá mẹ. Ngon quá, ngon lắm con. Là con cái này luôn. Ừ, có găng luôn. Mẹ không có ăn bắp chuối hả? Không con lá quế thôi không? Lá quế giá. Với con không ăn bò. Dạ, không ăn bò. Thì ăn giò. Giò, ăn giò chả. Giò chả lụa. Giò với chả lụa mất tiền không mẹ? Mắc cũng được, ngon thì mất tiền một chút thôi. Chà lộ với chà giò đây. Cái đó con gì đó. Là gì nè. Ủa của anh chị nhiều hơn chị luôn kìa. Đúng rồi. Không được rồi mẹ. Lấy đi. Lấy vô. Kem. Thấy rồi bỏ. Kem ăn thịt trước đi. Anh gì ăn. Giò. Ăn muốn sao. Rồi. Cái này tàn ăn luôn đi. Đây nè. Mẹ ăn bánh nhiều ít đây. Ừ, làm cái gì bánh sai kêu cái gì làm được hết á bây giờ. Này của anh hả? Ừ. Wow. Đó mẹ bỏ. Mình đi xa xa tôi. Mình ngồi xuống ăn người đâu được hết rồi, không cần mỗi tôi. Ghét rồi, không cho ở gần. Dặn rồi. Đúng rồi, ra ngoài cục gạch nó ngồi đây. Đúng bài. Đúng bài. Khổ quá mà. Thì bạn làm con trai chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như tối tăm mịt mù. Mẹ đó. Chết rồi, mẹ đó. À không, tại vì biết sao không? Cảm nhận chung số phận nha. Có một sự đồng cảm nào đó ở đây. Này cũng có tương ớt, ăn ngon á. Ăn nè con. Có tương ớt đấy, tương ớt à. Con cứ đi ăn đi. Mời cô ăn chú hả? Con ăn tới đâu con mời các cô chú đi. Dạ bữa nay mời các cô chú ăn cho hết dặn. Kêu bé nè Thái Lan chung. Có chị dặn à. Dặn cái gì à? Ai muốn biết dặn gì à? Coi bé nè Thái Lan nè là sai của ai. Sai của ai? Rồi, thôi con, tha đi con. Ăn đi con, tha đi ha. Dạ bà ba. Thôi ngồi đây là mèo. Ngồi đây ngồi. Ghế vậy? Nè, ghế nè. Có đâu của em á. Qua nên làm ơn. Clip không có chứ ghế có. Clip, clip không có nhưng mà ghế đó là cũng đầy đủ chứ. Mà nay ăn mấy mời. Nè. Tèo không có lỗi, lỗi có tèo. Con không muốn nghe.
xong cái này mà nó quế lên chưa? Rồi. Mà con đừng ăn ớt được rồi. Cay. Tại vì con còn ho. Rồi vậy mời quý chú anh chị và các bạn ăn tô bún đào hũ chung. Em của người này mắc yêu được nè, nhưng mà cha mẹ mấy này ăn không được á. Ý nó là dặn anh Duy được chứ không có dặn cha mẹ, đúng không? Đúng rồi. Cha hiểu mà. Ý là cắt của con được, cắt cái đoạn của con được, không cắt không cần cắt của cha mẹ. Đúng rồi. Cái thằng này mà quay mà không có hình ảnh nó chổng rồi, coi như là cha con mình nắm nó đem dục ra ca ao ao cá sấu luôn. Bây giờ mà quay mà không có hình ảnh nó là cho anh Duy nữa, tại anh Duy quay nữa, đúng không? Nó sẽ áp lực như vậy. Quay giùm mà người áp lực. Giá này giá chính. Mời cả nhà cùng thưởng thức chung với gia đình Huy. Bún bò Huế là của một cái chị rồi đó. Con không nhớ nữa, tại vì con đọc bình luận ấy, con nghe là ý kiến là làm món bún bò Huế nên con kêu mẹ là làm bún bò Huế luôn. Thì cũng nhờ cái chị đó mà bữa nay gia đình mình được ăn bún bò Huế. Thèm cũng lâu lắm rồi. Bò Huế là ý nghĩa cái gì vậy? Cảm ơn chị rất nhiều. Bò bên Huế. Bún bò có lá Huế là bún bò Huế em. Chị hỏi em đúng không? Rồi ăn nha. Rồi mời các cô chú anh chị. Quá trời sôi kìa em. Mời cả nhà. Tắt lửa hả? À, tắt đi. Tắt luôn đi. Quá. Người ấy à, ăn bún bò Huế chung. Đúng là bún bò Huế luôn rồi đó. Huế rồi bá xuống rồi. Rộng luôn. Lên mát à. Mời cả nhà ăn bún bò Huế chung. Mẹ nóng bây giờ mát rồi. Không mà chị nên làm điểm sắm ngon là được rồi. Ngon là được rồi. Cả nhà biết là được rồi. Ngon. Không con làm ngon thiệt. Ngon luôn. Ngon mà. Mà có cái khúc đó không? Không. Khúc làm không? Ác á là nó mắc cái khúc đó đó. Khúc làm hả? Không. Khúc làm có nhưng mà khúc ăn có. Khúc làm được rồi. Khúc làm mà chị nên làm hết rồi. Có nè. Có tí nè. Cái khúc ăn có. Nhưng mà nó không cho chiếu. Ngồi lên. Bị lỗi. Có phải mắm quyền gì không? Không phải. Không biết sao nó chiếu tới phút 17 giây mà chiếu tới phút 56 giây là đứng rồi. Không cho chiếu nữa. Ngồi đi. Còn chẳng biết. Không có chi rồi ba. Có nhiều môn lắm tương lai. Có nhiều môn nấu cho bà ba ăn nữa. Không mà sáng ăn ngon quá trời. Ngon. Mà biết nhau không? Cái phần thánh ngon á, giật cái gì cũng ngon nữa, mấy kia ngon nữa. Ăn nó không có tanh, ngon mà đẹp, thơm, ngon mà đẹp nữa. Thường thường con không ăn phần thánh đâu bà ba, con biết. Muốn nấu cho bà ba với gia đình ăn cùng. Biết rồi, con biết rồi, cha hiểu mà. Thôi cũng đừng có dặn anh Duy nữa nha con, để khi khác mình làm món khác để mình quay chia sẻ cả nhà hả con, nha. Bật lửa lên. Con có bấm quay gì mà? Tưởng. Sợ. Con hiểu luôn mẹ ý nghĩa này. Người đi du lịch đúng không mẹ? Người ta lấy cái này. Nói như thế nào? Cái gì? Nói như thế nào? À, giật đồ á. Giật đầu camera của người ta hả ba? Ừ. Đi mắc tiêu hết luôn. Mắc camera. Mắc tiền, mắc thư gian luôn. Biết rồi. Giờ anh Duy nó ăn giống cha với mẹ đó, cha vô cho ăn hai tô không á, hỏi mẹ là ngon quá ăn hai tô không? Nè, thiệt chứ bộ, bún bò Huế nè, ăn hai tô. Bóc dao bỏ vô đi. Ăn tô thứ hai đó hả? Dạ. Ừ. Ở dưới đó con. Của như vậy mẹ. Tao tốt là lâu này. Giá con. Giá chủng vậy á, bỏ vô. Trời thiệt hoài. Để cho bé ăn, chừa lại cho bé ăn. Anh ăn vậy sao anh mập nổi? Mập cái ăn chay, kiềm chế nó mà bé mà giờ sao giờ? Ngon quá. Bún bò này Huế này nói gì nữa? Muốn tức mẹ nói gì em? Mẹ muốn tiền cá đo cho người này ăn à em? À, nói là theo dòng cơ. Thì em nói anh chờ ăn bún bò đó. Ủa sao người này vậy? Người này nè. Không có yêu nữa hả? Không có yêu nữa. Quá tuyệt vời quá, nhờ cái cô đó mà gia đình mình bữa nay làm một bữa thịnh soạn bún bò Huế ha. Ai nhớ chị nữa trời, đi lên bẻ ra chanh á, mẹ quên đem đi kéo theo cắt hả, mẹ nó đâm tay liên tục luôn vậy đó. Có ai đúng không mẹ? Ờ, đâm tay anh chết luôn. Tối nay là xong rồi, không có cho tắm nha.
rồi lau lau mồ hôi thôi. Không con, không có tắm, nước xả tốt lắm. Dạ. Không cần phải tắm. Nữa sau này con hết bệnh con đừng tắm đêm nữa. Rồi, chị đấu với anh Di luôn hả? Để vô làm thêm tô chứ. Đó, bữa nay làm thêm miếng nữa đó. Còn tô không dám ăn nửa nửa tô, một chén là nửa tô. Hai nước chén ngon quá. À. Mày mát thiệt trời. Mày nói đi ha. Bốn mắt nhìn nhau, mày nói họng kìa. Mày nói nghe nè. Biết rồi. Nè, thôi dừng lại cái đi. Dây vài phút qua. Con như con vợ luôn đang cứ như lạnh mà. Rồi. Số khe, số khe. Bạn ơi. Mồ hôi tay bạn. Biết gì chờ. Cả nhà ơi. À, bữa tiệc làm theo món ăn của khán giả comment trên clip của Huy đã đến đây nó kết thúc rồi. Nếu mà cả nhà mà có cái món gì mà nó hay hay mà nó ngon ngon nữa cứ comment lên mà Huy thấy được rồi Huy kêu mai làm luôn. Cua gì Alaska gì đó cả nhà. Thôi thì nói chung mình nói chung lobster. Bây giờ cho tôi xin cho tôi xin vài giây đâu, tôi nói rất là lẹ. Rất là khỏe luôn, nó tốc hành luôn. Thì cũng cảm ơn quý cô chú anh chị các con các cháu. Thì nói chung là cứ comment đi thì sẵn mình bồi dưỡng luôn. Rất là cảm ơn rất nhiều. Rồi xin dừng clip tại đây nha, hẹn clip tới nha. Cũng không quên ủng hộ kênh Út Huy Vlog nha cả nhà. Bye, dạ. Hẹn gặp lại. Bye. Người ta là xin ra đã là tốt với MC rồi. Lần MC rồi. Là mấy người MC là hay gì lắm nè. Vậy nè. Vậy nè nói chuyện như nè cái này nè. Cái thương quan viên hay hò. Kéo nè. 1 2 3 4 nè. Nè, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bà con hai bên. Mày này bắt tiếng mà hàm nói lắm trời. Kính thưa quan viên hai họ và kính thưa dòng họ của hai bên. Hôm nay là bữa tiệc cũng nay được rồi. Chị muốn ăn cái gì hôm nay? Tương lai bình luận được ra cái gì cho biết là cho mẹ mai là xào chân tròn, xào sao cũng được nha. Xào chân tròn, xào sao là ăn sao? Cả người ta thích gì đó, ngôn ngữ cái này vậy đó. Nếu không phải đàn phần kêu là muốn ăn cái gì cho biết hết na cái gì dư mặt. Không có chiêu là khó kiếm thành phần ở trên phòng thôi. Ok, bye. Đúng là đúng chở rồi. Qua trở lại. À, cũng chúc mừng cho cặp đôi Tăng Lan và Tăng Gia Nhân. Hôm nay đã có một bữa mà giận nhau hết sức là vui vẻ. Thôi đem cái này đi nướng đi. Đi nướng nè. Ăn đi con. Thôi để cho rồi, cho ăn đi. Nó mới ham xả đó. Ô quên nữa. Con gì?